chào quý cô chú anh chị. Hôm nay chúng ta cùng nhau hoàn chỉnh danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội gồm các nội dung sau. Phần thứ nhất là tên tổ tiết kiệm vay vốn: Phạm Văn C, ấp 1, xã E, huyện F. Thì đây danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn ngân hàng chính sách xã hội. Về chương trình cho vay là học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mẫu này chúng ta lập 2 bảng, ngân hàng photo 2 bảng thì đảm bảo là đủ 4 bảng. Phần 2 thì lấy ví dụ trong mẫu này 3 hộ vay thuộc 3 đối tượng sau. Thứ nhất là hộ ông Lê Văn A, địa chỉ ấp 1, số tiền vay ở đây thì là con ông A học đại học 4 năm, hiện tại mức vay tối đa mỗi năm là 25 triệu đồng, thì học 4 năm là tối đa 100 triệu đồng, trường hợp không miễn học phí. Đối tượng ông Lê Văn Nga là hộ nghèo và thời hạn là 108 tháng. Thứ hai là ông Trần Văn B, địa chỉ ấp 1, số tiền là 100 triệu đồng. Đối tượng hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo và thời hạn là 108 tháng. Thứ ba là bà Võ Thị C, địa chỉ ấp 1, số tiền vay là 100 triệu đồng. Đối tượng là hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch bệnh, thời hạn là 108 tháng. Như vậy, tổng cái danh sách này thì gồm có 3 hộ và tổng số tiền là 300 triệu đồng. Chú ý, thời hạn là 108 tháng được tính như sau: gồm thời gian vay cộng thời gian trả nợ và cộng thêm 12 tháng ngân hạn. Ví dụ cụ thể trong trường hợp của ông Lê Văn A thì con học đại học 4 năm thì thời gian vay là 4 năm, thời gian trả nợ là 4 năm là 8 năm và cộng thêm 1 năm ngân hạn nữa là 9 năm. Thì 9 năm thì mình tính ra tháng là 108 tháng. Còn ví dụ ở đây thì 108 tháng là ví dụ là cái tháng ra trường và cái tháng vay là cùng tháng 10 thì mới tròn 9 năm và là 108 tháng. Còn mà tháng ra trường là tháng 10, còn tháng vay là tháng 11 thì chúng ta lấy 108 tháng trừ cho 1 tháng thì còn là 107 tháng. Còn nếu tháng ra trường là tháng 10, tháng vay là tháng 12 thì chúng ta lấy 108 tháng trừ cho 2 tháng thì còn 106 tháng. Vâng, như vậy chúng ta đã hoàn chỉnh mẫu danh sách.